có được bày cúng tiền vàng không? À, cúng tiền vàng á, thì cái này chúng ta thấy những người ở ngoài đời họ không học Phật Pháp, hoặc là những người học Phật Pháp nhưng chưa thực sự hiểu Phật thì họ vẫn cúng tiền vàng, có đúng không? Ở miền Bắc chúng ta đặc biệt là đại đa số các chùa, các đạo tràng cúng tiền vàng trong dịp lễ Vu Lan Báo Hiếu và cúng tuần thất thất chay tuần, cúng 35, 49, cúng vong, lễ cầu an, cầu siêu, cúng tiền vàng rất nhiều. Chúng ta phải biết cái nguồn gốc tiền vàng nó xuất phát từ đâu. À, nó không phải của Việt Nam chúng ta, cũng không phải của Phật giáo chúng ta, mà nó xuất phát ở sau cái thời Tần Thị Hoàng ở bên Trung Quốc. À, các quý vị có thể về search trên mạng tìm hiểu cái nguồn gốc của tiền vàng nó ra từ đâu, chúng ta sẽ biết. Đây là văn hóa của dân gian Trung Quốc, không phải văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng không phải văn hóa của Phật giáo. À, chúng ta bảo là nếu mà chết mà không đốt tiền vàng cho người thân thì xuống dưới người quay âm, người thân chúng ta lấy gì để tiêu? Thì xin thưa với các vị, tất cả các nước, gần như tất cả các nước ở châu Âu, họ không có tục đốt tiền vàng. Vậy những người đã mất, những vong linh, những cô hồn ngạ quỷ ở dưới quái âm ở châu Âu, họ chết đói hết à? Có đúng không? Họ chết đói không? Không có. Còn vong linh ở châu Á chúng ta, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, vân vân, những nước hay đốt tiền vàng, đó là vong linh được no hết à? Được đủ hết à? Có không? Không có. Không phù hợp với quy luật nhân quả Đức Phật đã nói. Đốt tiền vàng ở đây là do gì? Do con người chúng ta tưởng tượng ra là ở dưới kia nhận được, như thế thôi. Do là các linh quỷ họ giả, họ nhập vào giả là người thân của chúng ta, bảo là nhận được rồi, nhận được rồi, nhưng thực tế đâu có nhận được. Các quý vị biết mà, nếu mà tôi cứ nói một cái đơn giản, một người mà bị vi phạm pháp luật, cướp của, giết người, buôn bán hàng quốc cấm, mà bị xử đi tù chung thân ở trong gì, trong tù, bị xử tội, xử tù chung thân nhá. Ở gia đình chúng ta rất giàu có, của cải rất nhiều, chúng ta có thể ngày ngày gửi tiền vào cho người ở trong tù ăn ngon mặc, ăn sung mặc sướng được không? Có không các quý vị? Có không? Không, chắc chắn là không. Chúng ta có thể nói với ban quản, ban giám ngục là thôi, người nhà nhà tôi ở trong kia nó khổ quá, để cho tôi xây một cái gì, một cái nhà lầu ở bên, ở bên cạnh cái nhà tù này, miễn là ở trong cái đất của trại giam là được, để cho người nhà tôi ra đấy ở, có được không? Không được. Chúng ta có thể mua cái ô tô hay cái xe máy và cho người nhà của chúng ta mà phạm tội kia đi dạo phố, có được không? Không được. Vậy tương tự như vậy, những chúng sinh phạm vào những cái tội khổ, đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không bao giờ tiếp nhận được những thứ đó nữa. Mà họ tiếp nhận được là bằng cái tâm của chúng ta. Cái tâm thì phải dùng cái tâm thật, cái tâm chân thành, cái tâm thanh tịnh. Ví dụ ở đây Thầy bảo các quý vị tham dự lễ hội Vu Lan chùa Khai Nguyên, chúng ta cũng có thể sắm cho các cụ mỗi người một bộ quần áo, hoặc là nếu gia đình không có thì chỉ cần gì, một bộ quần áo nam, một bộ quần áo nữ, và một bộ quần áo trẻ con, hoặc là hai bộ quần áo trẻ con, bộ quần áo trẻ con cho nam, một bộ quần áo trẻ con cho nữ, bộ quần áo người lớn cho nam, một bộ quần áo người lớn cho nữ, thế là đủ. Bằng nếu không á, thì không có bộ nào vẫn cứ được. Vì sao? Vì mà bộ quần áo nó phải bộ quần áo thật. Thật để làm gì? Thật để tỏ cái tấm lòng chân thành của gì, của con cháu đối với ông bà tổ tiên người thân. À, đến đây nhờ gì? Sau đó thì các vị thấy, mỗi khi xuống lễ ở dưới đó, các vị thấy tôi thường hay đến, tôi đối trước đó làm gì? Để đọc cái bài kệ, gọi là cái bài kệ bài kệ của Đức Mục Liên Tôn Giả. À, các vị thấy chưa, đọc xuống bài kệ Mục Liên Tôn Giả Đại Từ Bi, Huyết Tạo Trung Nguyên Huyết Bổn Nghi, Mục Nhân Thành Cảnh Lai Chứng Giám, Vũ Lân Đại Tướng Trưởng Minh Y, Cấp Phó Chư Vị Vong Linh Chân Linh Hương Linh Lai Thụ Dụng, Vô Danh Ngoại Quỷ Khước Trừ Chi Chỉ Hỏa Thành Yên, Yên Thành Tượng, Hỏa Quang Tam Muội Biến Tùy Nghi, Án Tất Tộc Thành Hình Khổng Khứ. Đấy là cái bài kệ để hóa gì ạ? Để hóa một bộ quần áo của chúng ta có thể gì, thành hàng trăm nghìn vạn ức bộ, để cho gì? Cho tất cả những người thân, cho tất cả những vong linh, hương linh, chân linh, anh linh đến dự pháp hội này đều có thể
từ những cái pháp của Phật đó, những câu thần chú của Phật, cái thần thông công đức của chư Phật Bồ Tát và ngài Mục Kiền Liên đó, thì tự nhiên trên thân thể của các vong linh đó có đầy đủ quần áo mặc trang nghiêm thanh tịnh. Không phải là do từ cái bộ quần áo chúng ta mua nó hóa ra đâu, nhưng các vị muốn tỏ tấm lòng thành thì tôi cũng hướng dẫn cho chúng ta, thì đấy là gọi là cũng tỏ tấm lòng thành. Cái tấm lòng thành đó xong thì nhà chùa các vị ai muốn xin về cho các cháu nó mặc hay cho người thân mặc thì cũng được, mà còn không xin về không mặc thì để lại đó, đến tháng 10 này nhà chùa lại sao gì xong đó thì cho gập phân loại gập gọn lại, và đến tháng 10 bắt đầu vào đầu mùa rét sẽ chuyển lên các tỉnh miền núi của dân tộc chúng ta, Việt Nam chúng ta, như là Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng vân vân đó, nên những vùng cao bà con dân tộc họ còn khó khăn, đặc biệt là mùa đông giá lạnh, chúng ta thì đem phát cái đó cho họ có công đức không? Có công đức. Cho nên làm cái việc đó nó có gì? Có công đức, có sự chia sẻ của cộng đồng, có sự chung tay góp sức của cộng đồng để giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ đồng bào của chúng ta, cho nên công đức từ đó mà sinh ra đó, chứ không phải là đốt vàng mã mà người thân chúng ta nhận được. Hôm qua, hôm kia, đúng là hôm kia tôi xem một cái bài báo ở trên báo Vietnamnet, họ đưa lên một số những cái hình ảnh một số các ngôi chùa lớn ở Hà Nội chúng ta làm lễ Vu Lan. Có rất nhiều các Phật tử đội cái ô tô, đội cả một cái ô tô, ô tô gì nè, rất là đắt tiền, cái gì Rolls Royce là một cái hãng ô tô hình như của Đức thì phải, rất là đắt tiền, sang Việt Nam nó đến mấy chục tỷ. Một Phật tử đội cả cái ô tô to như ô tô thật luôn, to đúng như cái ô tô Rolls Royce thật luôn ấy, và một Phật tử đội một cái máy bay Boeing 747, và một Phật tử cầm theo một cái iPhone rất là to, một cái điện thoại iPhone rất là to. Một Phật tử thì xin lỗi, không phải một Phật tử, một người dân, nói đúng là một người dân, vì thấy có người thì mặc quần áo nâu, người mặc quần áo lam, người mặc quần áo thường, nhưng không biết họ là Phật tử hay chưa. Nói là Phật tử thì có khi lại vọng ngôn, xin lỗi sám hối các quý vị. Thấy một người dân, nói đúng hơn là một người dân, một người dân thì cầm cả cái sổ đỏ để cho gì ạ, để cho các vong ở dưới quay âm, làm sổ đỏ để cho người ở dưới quay âm nhà mình. Và họ nghĩ rằng đốt như thế, cũng như thế, đốt như thế, người dưới quay âm nhà mình có cả gì ạ, sổ đỏ, tức là có gì, có đất, rồi có cả biệt thự, mang cả cái biệt thự, có đất rồi có biệt thự, rồi có xe hơi, có điện thoại iPhone, và có máy bay Boeing 747 để đi ở dưới quay âm đó, rồi rất nhiều những cái đồ cúng khác nữa. Báo chí họ đưa lên như vậy, và họ nói rằng đây là gì, nghi lễ của một số những ngôi chùa lớn ở Hà Nội. Thấy rất đau lòng. Các quý thầy ở trong miền Nam á, mỗi khi người ta ra miền Bắc, chúng ta người ta hoằng pháp, người ta hành lễ, người ta thấy là phần lớn, đây tôi nói không phải tất cả, phần lớn tăng ni Phật tử miền Bắc chúng ta trong cái đám cúng rằm tháng 7 này đều đốt vàng mã, đốt rất nhiều, đốt vô số, đốt không thể nào mà tính hết được, trong cái đàn lễ đó đốt hết bao nhiêu tiền vàng mã. Các quý thầy trong miền Nam, các cụ gia, các thầy thấy ngán ngẩm cái Phật giáo miền Bắc chúng ta. Vì thế mà các cụ trong kia nói là miền Bắc chúng ta đi sâu về con đường cúng cấp, cầu cúng mê tín dị đoan, chứ không thiên về, không chú trọng về hoằng pháp, mà chỉ thiên về cúng bái, đi lệch với giáo lý của Đức Phật. Một số các quý thầy họ lên đăng đàn, họ giảng, họ chỉ trích miền Bắc, Phật giáo miền Bắc chúng ta là chỉ có thích, ham thích cầu cúng, sư thích đi cúng để kiếm tiền, Phật tử thì gì cũng không lo tu, chỉ thích gì, thích cúng cái gì đó thì cứ bỏ ra vài triệu này hoặc vài chục triệu lập một cái đàn cúng, nhờ sư đến nhà cúng hoặc đến chùa nhờ sư cúng, thế là gì, là chúng ta nghĩ là giải hết vận hạn rồi. Có giải hết không? Rất khó, rất khó để mà trả lời cái câu nói đấy, câu hỏi ấy. Nhưng nếu mà trả mà chúng ta cúng như vậy, đốt vàng mã như vậy mà giải hết nghiệp á,
Thì xin thưa các quý vị, trên đời này Phật không phải dạy chúng ta tu. Phật dạy chúng ta chỉ cần cúng và đốt vàng mã, như vậy là ở dưới quái âm nhận được hết á. Thế thì tốt biết bao. Nhưng mà rất không may cho chúng ta là Phật không nói cái điều đó, mà Phật nói về nhân quả. Anh muốn có phúc thì anh phải tạo phúc, anh gây nghiệp thì anh phải thọ quả báo. Chứ không có cái chuyện là đem cái tiền giả, đồ giả đốt xuống quái âm mà họ nhận được đâu. Chúng ta biết là ở trên quái dương chúng ta này, một bất cứ quốc gia nào cũng có gì? Có chính phủ, có nhà nước, đúng không? Mà có chính phủ, có nhà nước ấy, thì chúng ta thấy dưới chính phủ thì có một cái bộ, gọi là bộ gì nhỉ? Việt Nam chúng ta gọi là bộ gì? Bộ Tài chính. Dưới bộ Tài chính để quản lý, tham mưu và giúp việc, quản lý điều hành trực tiếp cái tài chính của quốc gia, đó là gì ạ? Việt Nam chúng ta gọi là thống gì? Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam. Dưới thống đốc thì có các hệ thống gì nhỉ? Ngân hàng, ngân hàng nhà nước, ngân hàng cổ phần, vân vân, đã được nhà nước cho phép. Và các ngân hàng hoạt động đó có được tự do không? Các quý vị, tự do hoạt động theo ý của mình không, hay vẫn theo khuôn khổ pháp luật của nhà nước? Hả? Phải theo khuôn khổ pháp luật của nhà nước quy định, đúng không? Và ngoại tệ, chúng ta thấy ngoại tệ được tiêu ở Việt Nam, có một số các ngoại tệ được tiêu cả thế giới, đó là đô la Mỹ, đúng không, và đồng euro hoặc là bảng Anh, vân vân. Đặc biệt là đô la Mỹ đã xuyên suốt được cả thế giới công nhận và tiêu cái đồng tiền đấy, gọi là đồng tiền chung của thế giới. Kể cả những đất nước là đối thủ của Mỹ, họ vẫn gì, vẫn tích cóp và vẫn tiêu đô la, như là Triều Tiên, như là Iran, đúng không, là đối thủ gọi là không đội trời chung với Mỹ, nhưng mà họ vẫn gì, vẫn tiêu đồng đô la của Mỹ. Và như vậy chúng ta thấy là cái sức mạnh của đồng tiền đô la của Mỹ thì có thể nói là nó chi phối cả thế giới. Nhưng mà khi đến Việt Nam hay đến bất cứ quốc gia nào, nó có thể đến một cách tự do và tiêu tự do không các quý vị? Có không? Nhà nước các quốc gia đó vẫn quản lý. Việt Nam chúng ta vẫn quản lý cái đồng ngoại tệ, các đồng ngoại tệ, trong đó có đồng đô la. Có quản lý không? Có. Chúng ta mà đi buôn bán ở ngoài chợ đen mà bị công an bắt được á, có khi phải xử lý hình sự, đi tù như chơi, đúng không? Đó, cho nên chúng ta thấy là mặc dù đồng tiền được cả thế giới công nhận và tiêu dùng, nhưng mà quốc gia nào cũng phải có sự kiểm soát. Ở dưới quái âm, hôm qua chúng ta mới làm lễ mộc dục 10 vị Diêm Vương, dưới đó có 10 vị Diêm Vương. Đệ nhất điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện Đấu Tống Đế Minh Vương, đệ tứ điện Ngũ Quan Minh Vương, đệ ngũ điện Diêm La Minh Vương, đệ lục điện Biến Thành Minh Vương, đệ thất điện Thái Sơn Minh Vương, đệ bát điện Bình Chính Minh Vương, đệ cửu điện Đô Thị Minh Vương, và đệ thập điện Chuyển Lân Minh Vương. 10 vị Minh Vương này cai quản tất cả gì? Ở dưới quái âm. Giống như trên thế giới chúng ta này có bao nhiêu vị tổng thống, vị thủ tướng, vị chủ tịch nước hay là vị tổng bí thư, tùy theo cái chế độ của các quốc gia đó, có bao nhiêu quốc gia thì những vị đứng đầu quốc gia đó có trách nhiệm để cai quản nhân dân ở trong gì, trong đất nước của mình. Tại vậy 10 vị Diêm Vương cai quản tất cả cái công việc ở dưới quái âm, thì chúng ta thấy chúng ta mà đốt cái tiền giả, cái đồ giả đó xuống, 10 vị đó có chấp nhận không? Có chấp nhận không? Chắc chắn không. Ví dụ bây giờ chẳng hạn Mỹ hoặc Trung Quốc nó in rất nhiều đồng đô la, nó đem đến biên giới của mình, nó phát cho bà con nhân dân của dân nghèo của mình, Việt Nam mình có chấp nhận không các quý vị? Trung Quốc nó in rất nhiều cái đồng tiền của Trung Quốc, nó đến biên giới, nó gì? Nó đem phát miễn phí cho dân nghèo mình. Chúng ta chấp nhận không? Đất nước chúng ta có thể còn nghèo hơn họ thật, nhưng chúng ta không thể để cho Mỹ hay Trung Quốc hay bất cứ một quốc gia nào đến phát cái đồng tiền của nước họ, chia cho dân của mình một cách gì? Tự do. Như vậy nó sẽ làm gì ạ? Vỡ cái gì? Nó sẽ làm đảo lộn cái vấn đề trật tự thương mại, đồng tiền của đất nước chúng ta sẽ mất giá, sẽ làm gì? Đảo lộn cái cuộc sống của người dân, thậm chí là ảnh hưởng đến cả chính trị của một quốc gia, dân tộc. Hay kể cả Mỹ, bây giờ Mỹ mạnh nhất thế giới như vậy, có dám để cho các nước trên thế giới in đồng tiền của đất nước họ đến để chia phát cho dân người dân Mỹ không? Chắc chắn không. Cho nên đấy, chúng ta cứ lấy một cái ví dụ như vậy, qua cái ví dụ như vậy chúng ta sẽ hiểu được rằng đốt vàng mã dưới quái âm có tiếp nhận được không? Chắc chắn là không.
Tôi khẳng định với các quý vị chắc chắn là không. Chỉ có người sống với người sống chúng ta thấy an lòng và lừa nhau mà thôi. Đó, cho nên là một Phật tử thuần thành, Phật tử chân chính, chúng ta đi lễ chùa chỉ thanh bông hoa quả, thành tâm mà lễ. Nếu cái đồng tiền mà mua vàng mã, mua cả cái máy bay Boeing 747 nó cũng vài triệu, thậm chí hàng chục triệu, có khi còn hơn nữa. Cả cái ô tô Rolls Royce mà nói gì làm rất là đẹp từ trong ra ngoài có thể nó vài chục triệu, nó phải vài chục triệu. Đem cái đồng tiền đó để cứu giúp người nghèo, những người cô đơn, bệnh tật, không nơi nương tựa, đem để gì? Giúp cho đồng bào ở miền núi của chúng ta. Họ ngày đêm, chúng ta phải biết là những cái đồng bào nghèo vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, ở bên ven biên giới, biên địa, ở nơi biên giới, họ là những người đang giữ bình yên cho chúng ta đó, cùng với các chiến sĩ bộ đội, chiến sĩ biên phòng, ngày đêm canh giữ từng tấc đất ngọn cỏ của đất nước, của dân tộc Việt Nam chúng ta đó. Họ ở những nơi như vậy, họ nghèo, họ khổ, chúng ta không giúp đỡ họ, đây là cái lỗi của chúng ta. Cho nên là chúng ta cũng phải nghĩ tới để đồng bào của chúng ta, đem cái đồng tiền đó để làm cái việc đó thì công đức biết bao. Và qua đây thì Thầy cũng nói luôn này, đạo tràng của chúng ta vừa qua, trong những năm qua chúng ta chỉ hướng tới phóng sinh, đúng không? Phóng sinh rất là nhiều. Có những pháp hội chúng ta phải phóng sinh đến hàng trăm, hàng vài trăm triệu. Đấy là ngày xưa có những pháp hội phóng sinh đến 200-300 triệu. Trong khi đó dân nghèo của chúng ta thì cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Chúng ta thấy chúng ta làm như thế đã đúng chưa? Đúng chưa? Chưa đúng. Cúng là gì? Cứu vật phóng sinh. Phóng sinh cứu vật, bố thí, cúng dường. Cúng dường thì đương nhiên công đức khác rồi, nhưng phóng sinh cứu vật và bố thí giúp đỡ những người nghèo cùng, chúng ta thấy đây cũng là một cái hình thức. Phóng sinh tức là chúng ta con vật này sắp chết, chúng ta mua nó để thả ra, đúng không? Thả ra cho nó được sống thêm. Vậy những đồng bào chúng ta, những người nghèo, họ là con người. Họ đó là con người, tức là cái phúc báo của họ đã hơn những con vật rất rất gì? Rất nhiều rồi. Nhưng do đời trước, kiếp trước, do cái nhân tu của họ gì? Do bỏn xén. Ở đây tôi nói theo kinh Đức Phật, chứ không phải tôi chửi họ đâu. Đây do Đức Phật nói trong kinh, do nhân quả, do kiếp trước, do bỏn xén, keo kiệt, do không biết tu phúc, tích đức, cho nên đời nay được sinh làm người, nhưng mà sinh vào nơi biên địa, hoặc sinh nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của các khu vực. Nhưng mà gì? Do cái phúc báo cá nhân của vị đó, nghèo vẫn hoàn nghèo, bệnh tật, khổ, ốm đau, cho nên làm cái gì cũng không được, cho nên nghèo cùng khổ sở. Nay các Phật tử chúng ta có phúc báo hơn họ, chúng ta được hưởng cái cuộc sống là an vui hạnh phúc, có miếng ăn miếng để. Chúng ta nên nghĩ tới gì? Đồng bào chúng ta, bà con chúng ta. Vẫn là theo tôi, nếu mà nay từ nay mà đạo tràng chúng ta đồng ý, thì tôi nghĩ rằng cái hòm phóng sinh á, để chúng ta phải chia đôi ra, phóng sinh từ thiện thì hợp lý hơn. Phóng sinh cộng từ thiện vào đó. Và như vậy cái hòm đó, ví dụ chúng ta thì đáng lẽ pháp hội này chúng ta phóng sinh 100 triệu thì chúng ta phóng sinh 50 triệu thôi. Còn 50 triệu là thiết thực giúp đỡ đồng bào chúng ta, giúp đỡ những người nghèo, và những người đó có thể gì? Từ hôm nay họ được đạo tràng chúng ta giúp đỡ, được chúng ta chia sẻ, ngày mai họ tin Phật, họ học Phật và họ trở thành một Phật tử. Cái điều này chúng tôi bằng cái kinh nghiệm đi hoằng pháp và làm công tác giáo hội nhiều, chúng tôi thấy có quả thật như vậy. Xin thưa các quý vị, nói gần nói xa chẳng qua nói thật, ngay bản thân tôi ngày xưa còn bé, năm đó tôi nhớ là năm tôi 14 hay 15 tuổi, nhà nghèo đến nỗi mà bà cụ đi chợ vắng chưa về, ở nhà có hai anh em, anh thì bị bệnh, tôi thì đi làm, đi đào đáy vàng ở trong cái vùng sâu, đi cả tháng về chẳng có cái gì cả, mà ở nhà thì gạo đã hết từ hàng mấy ngày rồi, đi vay đi mượn hàng xóm thì vay nhiều thì cũng gì cũng ngại, mà hàng xóm họ cũng hoàn cảnh như nhà mình hoặc hơn nhà mình tí thôi, họ không thể có cho mình vay. Đến các bác thì các bác cũng chẳng có, hoàn cảnh các bác cũng như vậy. Đang trong cái lúc mà cùng quẫn như vậy thì tự nhiên nghe cái bác trưởng thôn, bác ấy đi sang, bác bảo là gì?
ngày mai đi xuống xã để nhận quà từ thiện. Vì ngày khi chúng tôi mới chuyển từ quê nội xuống quê ngoại là thuộc gia đình hộ nghèo mà. Gia đình gọi là rất nghèo, nghèo rất mùng tơi. Đó. Nghèo gọi là nghèo rất mùng tơi. Cho nên bác trưởng thôn bác ấy thông báo như vậy mừng quá. Hôm sau đích thân tôi đi xuống ở dưới ủy ban nhân dân xã. Các vị biết tôi nhận mấy cân gạo không? Nhận được 5 cân gạo. Nhận được 5 cân gạo và mấy gói mì tôm, không được cả thùng mì tôm đâu, được mấy gói mì tôm. Và các vị biết là gì? Tôi vui mà tôi sướng đến rớt nước mắt. Chính bản thân tôi này, tôi đã từng đi nhận gạo cứu trợ, được 5 cân gạo và mấy gói mì tôm, tôi đã rớt nước mắt và nghĩ đến rất nhiều những cái tấm lòng của những nhà hảo tâm lúc đó. Đang trong cái lúc mà mình nhà hết gạo đến mấy hôm rồi, phải đi vay rồi, mà được những gia đình hảo tâm, những người hảo tâm đó, họ đem về xã họ làm từ thiện, được đi nhận cái đồng tiền đó, quả thật là cảm động rơi nước mắt. Đến hôm nay tôi vẫn chưa quên. Hôm nay tôi vẫn chưa quên cái ngày mà tôi, mỗi khi tôi đi làm từ thiện, tôi kêu gọi từ thiện, tôi lại làm từ thiện, tôi lại nhớ cái ngày xưa tôi còn bé, tôi đi nhận 5 cân gạo và mấy gói mì tôm ở ủy ban nhân dân xã. Cho nên á, hôm nay thầy nghĩ rằng á, trong mấy năm qua chúng ta phóng sinh rất nhiều, phóng sinh công đức lớn, nhưng làm từ thiện công đức cũng lớn, thậm chí còn lớn hơn thế nữa. Vì sao? Vì chúng ta phóng sinh một con cá hay một con chim, nó còn phải lâu lắm nó mới có thể gì ạ, quy tam bảo, lâu lắm nó mới có thể tụng kinh, lâu lắm nó mới có thể niệm Phật. Nhưng chúng ta từ thiện được cho một người hoặc trong 10 người, trong 10 người đó chỉ cần là gì? Được 2-3 người biết tụng kinh ngay trong cuộc đời này, biết niệm một câu A Di Đà Phật ngay trong gì? Trong ngày hôm đó thôi. Công đức vô lượng. Cho nên trước đây thì tôi chưa dám nói về sợ các Phật tử chúng ta nghĩ rằng cứ nghĩ rằng là phóng sinh công đức mới nhiều, còn làm từ thiện á công đức không nhiều. Không phải đâu. Nếu mà đây hôm nay tôi mới nói với các quý vị, nếu mà phóng sinh á được 10 phần công đức thì làm từ thiện là được hẳn gì 50 phần công đức. Làm từ thiện đúng pháp, đúng cách á, đúng người. Đúng người họ cần mà chúng ta gì? Chúng ta đem đến làm từ thiện, xong rồi khuyên họ tin Phật, khuyên họ gì? Tu Phật, khuyên họ tụng kinh, khuyên họ nghe giảng, họ có niềm tin, họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ nghe giảng ngay trong cuộc đời này, thậm chí họ là đệ tử của Phật ngay trong cuộc đời này nữa, thì công đức chúng ta vô lượng chứ không phải là 50 phần như là gì tôi nói nữa. Đó. Cho nên nếu hôm nay đồng ý, đạo tràng chúng ta mà đồng ý thì từ pháp hội này trở đi cho đến mãi mãi về sau, cái hòm từ thiện công đức phóng sinh của chúng ta sẽ cộng thêm gì? Từ thiện và 50-50. Chả biết cái hoan hô hoài có đồng ý hay không ta. Tôi nghĩ nên làm cái điều đó. Làm cái điều đó thì rất nhiều người họ ủng hộ chúng ta. Kể cả gì, những người làm công tác chính trị, xã hội, họ cũng sẽ ủng hộ chúng ta. Họ thấy là ô, cái đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, của chùa Khai Nguyên đem là lợi ích rất nhiều cho gì? Cho đồng bào, cho dân tộc. Sánh vai với gì? Với đảng, với nhà nước, với các cấp chính quyền để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn của đất nước chúng ta. Tôi nghĩ rằng như vậy thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều khi mà chúng ta gì cứ chở hết ô tô này đến ô tô nọ đi phóng sinh, trong khi đó đồng bào chúng ta còn rất những người, nhiều người nghèo khổ, miếng ăn không có, cái mặc cũng chưa lành. Đó. Thôi hôm nay thì chỗ đông người này cứ lấy ý kiến luôn. Ai mà đồng ý tán thành với ý kiến của thầy là hòm công đức phóng sinh cộng từ thiện cứ cho chung vào một cái và 50-50 thì giơ tay ra nè. Quả 100% à? Ta cảm ơn các Phật tử. A Di Đà Phật. Ta cảm ơn các Phật tử đã hiểu được nỗi lòng của thầy từ bấy lâu nay. Một lần nữa xin thay mặt cho bà con đồng bào nghèo có thể được hưởng cái tấm lòng của các Phật tử chúng ta từ pháp hội này trở đi. Vừa qua thì đạo tràng chúng ta, hôm nay xin thông báo chúng ta vừa qua là đạo tràng chúng ta đã hoàn thiện xong 2 căn nhà đoàn kết, 2 căn nhà tình nghĩa, 2 căn nhà đoàn kết là tại Sơn Đông
Và đến sang tháng 8 này, thầy dự kiến là sang tháng 8 mà thì hết vụ lan thì chúng ta sẽ làm cái lễ bàn giao cho hai gia đình. Đấy, thiết thực như thế. Chúng ta làm thiết thực như thế, và từ hôm nọ đến nay á, người thân của các gia đình đó sang chùa suốt ngày làm công quả. Đó. Không chỉ cô ấy mà chị gái ngồi viết sớm cái làm công quả suốt từ hôm đấy đến giờ. Như vậy là gì? Độ được ngay, biết cái Phật pháp ngay, tin Phật ngay. Đó, các cụ ngày xưa nói là gì? Đúng người, đúng pháp, đúng việc thì việc hoằng pháp sẽ gì? Sẽ tốt thôi. Đó, ở đây thì cho nên thầy nói thêm như vậy. À, ý thứ ba vị này hỏi: với người mới mất, khi chưa mất đang ở giai đoạn hấp hối, không được trợ niệm, khi mất cũng không được, khi mất cũng không được trợ niệm, và sau 4 5 tiếng nhờ thầy cúng đến nhờ thầy cúng đến liệm, đến khâm liệm và làm lễ nhập quan, sau đó đến tuần thất vẫn tổ chức cúng thất cho người mất. Như vậy người mất và gia đình có được lợi lạc gì không ạ? Có chứ. Phật tử hỏi rằng có người mà lúc ốm thì do không được trợ niệm, mất rồi cũng không được trợ niệm, mấy tiếng đồng hồ sau thì nhờ ông thầy cúng đến làm lễ nhật quan phát tang, và đến là mấy tuần thất sau mới cúng lễ, hay là mới tụng kinh, mới niệm Phật, mới làm lễ theo nghi thức Phật giáo, có được lợi ích không? Có. Nhưng mà ở trong vòng 49 ngày là cái công đức và cái lợi ích là gì? Là tốt nhất. Vì trong cái thời kỳ định nghiệp đó mà chúng ta lễ được trước cái thời kỳ định nghiệp 49 ngày á, thì cái vong linh họ sẽ bớt khổ hơn, đỡ khổ hơn, thậm chí là được siêu sinh về các cõi lành nhanh hơn, họ không bị khổ. Còn nếu mà bị định nghiệp, bị đọa vào ba đường ác rồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi á, thì rất là khó. Ví dụ như mà ở ngoài đời, ví dụ như một người vi phạm pháp luật, hoặc là một người gì? Vi phạm pháp luật nhưng mà nó chưa rõ, cái đó thực sự nó là tội, có phải tù 20 năm hay không? Vì pháp luật các quốc gia nó thì tuy quy định như vậy, nhưng mà tùy theo cái lúc cái người lên xử và cái vị luật sư bào chữa, và tìm ra được cái manh mối mà ngoại phạm, hoặc là cái manh mối là gì? Có phạm nhưng mà phạm ít thôi. Đấy, chẳng hạn, thì khi mà họ chưa xử, còn đang cái thời gian mà điều tra, hoặc là thời gian ra tòa, nhưng cái thời gian mà tranh tụng, gọi là tố tụng tranh tụng đó, thì cái luật sư của bên cái người mà bị kết tội kia, mà họ đưa được ra những cái bằng chứng là có thể là cái trong cái giờ đó, ngày đó gì, thân chủ của tôi là ngoại phạm, hoặc thân chủ của tôi gì không làm những cái việc như thế như thế, mà bên gì, bên tòa án các anh, hay là bên luật sư của bên nguyên các anh có những cái thông tin như vậy như vậy, là chưa chuẩn xác, chưa xác đáng, vân vân chẳng hạn. Nếu mà luật sư bên bị đó, tức là cái bên mà gọi là gì, bị can đó, bên bị gọi là bị can đó, mà họ đưa ra được những cái bằng chứng xác đáng, thì đương nhiên cái phiên tòa đó, cái ông thẩm phán sẽ phải tuyên hoặc là trắng án, đáng nhẽ là 20 năm, hoặc xuống chỉ còn gì 5 năm hoặc 3 năm, thậm chí là án gì, án treo, đúng không? Ví dụ đưa ra đầy đủ những cái bằng chứng là gì, ngoại phạm, hoặc có vi phạm nhưng mà gì, không cố ý, hoặc là gì, cái tội đó, cái giết hoặc chết người đó không phải là do người này mà do người khác làm chết, chứ không phải gì do thân chủ của tôi làm chết, vân vân. Nếu chứng minh được cái điều đó là thật thì đương nhiên cái vị thẩm phán đó phải xử đúng người, đúng tội. Nhưng mà nếu mà không có cái vị luật sư giỏi, không có cái căn cứ, không có bằng chứng xác đáng ở trước tòa, thì đương nhiên cái bị cáo đó vẫn phải xử, có thể gì, chung thân, hoặc là 20-30 năm tù. Vì đó có thể đứng lên kêu oan cho mình được không? Cứ đứng lên bảo tôi oan lắm, tôi oan, nhưng mà gì, chỉ có kêu là tôi oan, nói ra các bằng chứng thì tự mình nói bằng chứng cho mình được không? Không nói được, mà phải có luật sư. Phải có luật sư, phải có người đứng ra để bào chữa, để gì? Để cãi cho mình. Đấy, đấy, cho nên nó thế. Vậy, tương tự như vậy chúng ta thấy, nếu mà khi mà người mới mất, trong vòng 49 ngày trở lại, nó cũng giống như cái giai đoạn mà con gì, nếu mà có phúc lớn được đi vãng sinh thì nó đầu thai về quái lành luôn thì không nói làm gì. Hoặc là người bị tội cực ác á, đọa vào địa ngục luôn á, thì không nói làm gì. Những cái trường hợp ác thiện đều có trong cuộc đời, cuộc sống của họ, việc thiện cũng có, việc ác cũng có. Thì khi đó gì, trong kinh Địa Tạng nói trong vòng 49 ngày trôi lăn ở trong cái biển gì nhỉ,
biển nghiệp ấy, thì cái giai đoạn đó, cái khi mà hết trong vòng 49 ngày đó thì bắt buộc cái định nghiệp nó phải đi, nhưng trong vòng 49 ngày đó sẽ đưa đến gì, trước điện Diêm Vương để xử. Thì khi đến xử đó, mình sẽ có ai là đứng lên là luật sư cho mình? Phật Bồ Tát làm luật sư cho mình. Quan Âm Địa Tạng Bồ Tát sẽ làm luật sư cho mình, làm luật sư cho các cho người thân của gia đình chúng ta. Nói là gì? Cái trường hợp này ở nhà, ở trên nhân gian này, con cháu đang tu phúc rất là gì? Là nhiều. Đem tất cả cái công đức tu phúc đó đều hồi hướng cho vong này. Giống như là Bồ Tát Địa Tạng, mẹ của Ngài đọa trong A Tỳ Địa Ngục, nhưng giờ có Ngài Địa Tạng khi đó còn gì? Còn chưa phải là Bồ Tát Địa Tạng, mới là gì? Mới là Bà La Môn Nữ, hoặc là các vị mà gì? Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng, Ngài hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng trước đây ấy. Đúng không? Do gì? Biết rằng mẹ mình ấy, lúc còn sống không tin nhân quả, không tin tội phúc hay bán phá tam bảo hay giết hại sinh linh hay chửi mắng người khác, cho nên sau khi chết đi, Ngài biết rằng chắc chắn sẽ đọa trong đường gì? Ác đạo. Cho nên Ngài phải đi tìm gì? Tìm tới nơi cửa Phật, đỉnh lễ tôn tượng của các đức Phật đã nhập niết bàn rồi, bằng cái tấm lòng thành kính chân thành được các đức Phật đó gì, thì hiện ra để bảo cho Ngài các phương pháp tu tập, ví dụ như bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc và trì niệm danh hiệu của các đức Phật, lễ bái danh hiệu các đức Phật đấy. Và Địa Tạng Bồ Tát khi đó thì làm đúng như thế, đem bán nhà cửa đất đai ruộng vườn, lấy tiền cúng dường chay tăng, cúng dường xây dựng tôn tượng của các đức Phật đấy để hồi hướng cầu nguyện, cầu siêu cho mẹ. Và chúng ta thấy mẹ Ngài được siêu không? Siêu. Nay chúng ta học theo Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta làm cái việc đó để tri ân báo ơn tổ tiên, chúng ta có làm sai pháp không? Không. Đây là chúng ta đang làm đúng pháp, làm đúng những gì Phật dạy, làm đúng những gì các gì, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị Phật đã làm, các Ngài đã dạy lại cho chúng ta. Nay chúng ta y giáo phụng hành, cứ thế làm theo, chắc chắn sẽ được gì? Công đức và lợi ích vô lượng vô biên. Cho nên làm cái điều đó, làm cái việc chân chính như Phật pháp đó. Cho Phật tử hỏi rằng á, sau khi mất như vậy rồi, lúc đầu không trở niệm không gì cả, nhưng sau này khi biết được Phật pháp được, làm cái phương pháp cúng lễ hồi hướng tụng kinh cho, có được lợi ích không? Được lợi ích. Biết tới ngày nào thì được lợi ích ngày đó. Trước đây chúng ta không, chưa biết đến Phật, chưa biết giáo lý của Đức Phật là cao siêu mầu nhiệm. Giáo lý của Đức Phật là một nền giáo dục để giáo dục cho tất cả chúng sinh thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác, phá mê khai ngộ cho chúng sinh. Chúng ta nghĩ rằng tất cả các tôn giáo đều là gì? Mê tín dị đoan, trong đó có cả Phật giáo, vân vân. Và chúng ta thậm chí đi coi, thấy sư hoặc thấy Phật tử đi chùa, chúng ta bĩu môi, chúng ta gì? Chúng ta phỉ báng. Nhưng một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, hoặc ốm đau bệnh tật, hoặc được người bạn chúng ta giới thiệu, và chúng ta được nghe, được học, được đọc, được tìm hiểu, và chúng ta mới giật mình như người tỉnh giấc mộng. À, tất cả những cái kiến chấp, những cái sự nhìn nhận của chúng ta về Phật giáo trước đây là gì? Là sai. Cho nên nay chúng ta học Phật, chúng ta mới hiểu. Khi chúng ta hiểu rồi, tín rồi, chúng ta còn phỉ báng Phật nữa không các quý vị? Có còn nói là người tu Phật là mê tín dị đoan không? Không. Đó, vẫn là một con người. Nhưng khi chưa hiểu thì chúng ta gì? Sẽ cho rằng người đi chùa là người mê tín dị đoan, cho Phật giáo là gì? Đồng với các tôn giáo mê tín dị đoan khác. Nhưng khi học, khi hiểu, hoàn toàn khác. Biết đến ngày nào, giác ngộ ngày nào thì chúng ta gì? Quý ngày đó. Cho nên cái trường hợp mà ở đây nói là cúng ở ngày nào được, lễ được cho các cụ gia tiên chúng ta ngày nào, hay người thân đã mất ngày nào, theo nghi thức Phật giáo thì tốt ngày đó, có lợi ích chứ không phải không. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy chủ trì, con tên là Hà Thị Hà Quyết Thắng. Năm nay con 18 tuổi, dân tộc Nùng. Con ở số nhà 56 khu Dây Thép, Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Từ lâu con đã có tâm nguyện, sau khi học hết lớp 12, được vào chùa Khai Nguyên tu tập và xuất gia. Thế cơ. Con xin Thầy hãy cho con một lời khuyên. Con xin cảm ơn Thầy ạ. Hà Quyết Thắng, chắc con trai đúng không? Tên này chắc con trai. Chỉ cần mà đi về thì Phật tử Hà Quyết Thắng này về thì xin với bố mẹ
Bố mẹ đồng ý cho đi thì cứ xuống đây làm công quả một thời gian, chiến đấu xem có trụ được không. À, cho dọn nhà vệ sinh nè, à, cho học lái công nông nè, xem có chịu được không. À, nếu chịu được, vượt qua được 2-3 năm thử thách thì sẽ được xuất gia thôi. À, ni thì có thể, ni thì bây giờ hạn chế hơn, nhưng mà tăng thì, nếu là tăng thì thôi cũng dang rộng cánh tay để đoán một chút về tăng chùa Khai Nguyên ít quá. Đúng là âm thịnh dương suy. Bốn năm vị ni mà có một vị tăng, à, khổ lắm. Mà tăng ở trong chùa thì họ nói thì các sư ông lại buồn, nhưng khổ giao cho cái việc gì lớn lớn thì toàn chối đây đẩy, con không làm được. Nhưng giao cho mấy cô ni thì mấy cô ni thì cái gì cũng làm được hết. À, thế mới đau thôi chứ. Là... mong rằng sau này các ông tăng sau bài giảng của thầy ngày hôm nay, các ông tăng ở trong chùa dấn thân cái gì cũng làm được, giao cho cái gì cũng phải làm được. Nhưng mấy thầy ni chứ là... những việc mấy thầy tăng trong chùa chỉ thích làm việc chân tay thôi các quý vị ạ. Bảo đi lái công nông hay là bổ củi hay là đóng gạch hay là lái máy xúc, máy cày, máy ủi thì gì? Chả cần bảo cũng trèo lên để thế chỗ rồi. Nhưng bảo làm cái việc mà nó thuộc về trí tuệ một tí, bảo lên để tập chúng, lên để nói cho đại chúng, rồi gọi là tập chúng để cho đại chúng vào yên lặng trật tự một tí thì trốn ngay. Vâng một cái lại giao cho mấy cô ni lên làm. Thế đáng nhẽ cái việc này là tăng là phải xông pha, nhưng ni chùa Khai Nguyên lại xông pha mạnh hơn là tăng. Cho nên tới đây thì nếu mà là nam đến xin tu thì sẽ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Ni thì cũng phải qua nhiều những cái sự thử thách thì mới có thể được. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin hỏi một câu hỏi ạ. Con muốn quy Tam Bảo cho các con, các cháu của con, nhưng không có mặt ở đây có được không ạ? Vì điều kiện đi làm và đi học, và các cháu còn nhỏ ở lại xa, lại ở xa nên không đi được. Con cháu con rất tin Phật Pháp nên bảo con quy cho. Con kính mong thầy từ bi hoan hỷ cho con lời khuyên ạ. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Con chúc thầy tồn tại mãi mãi để phổ độ chúng sinh. Thầy thì chả tồn tại mãi mãi được đâu. Cái gì nó cũng có sự gì. Theo cái quy luật vận hành biến dịch vô thường của nó, đến Phật còn chẳng tồn tại mãi mãi được cơ mà. Phật còn có gì, giáo pháp của Phật còn có gì, có chính pháp, có tượng pháp, có mạt pháp và có gì ạ? Và không cơ mà. Cho nên thầy không thể tồn tại mãi mãi được. Thôi tốt nhất là hôm nay có duyên gặp nhau rồi, nếu có niềm tin vào nhau thực sự thì cái bộ kinh này này về cứ một ngày ba thời thì thầy sẽ tồn tại mãi mãi ở trong lòng các quý vị. Phật Bồ Tát cũng sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng các quý vị. Đây chính là ngọn đèn, đây chính là chính pháp, và đây chính là gì? Người thầy bậc nhất để dẫn dắt chúng ta thoát khỏi tam đồ lục đạo, để đi về gì? Để đi về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Các quý vị mà tu tập được theo đúng như trong kinh Địa Tạng nói, các quý vị có gì ạ? Có cơ hội để chọn sinh về các thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật. Tức là chúng ta thì giống như một người thi đỗ thủ khoa, có thể gì? Người mà ví dụ như là Bộ Giáo dục Việt Nam đưa ra cái cho 3 môn thi, điểm tuyệt đối là 10 trên một môn. Chúng ta thi 3 môn mà thi đủ cả gì? Mỗi môn được cả 10 điểm. Với cái điểm thi như cái ngành giáo dục tuyển sinh như Việt Nam chúng ta như 1-2 năm nay á, chúng ta có thể nộp vào bất cứ trường nào đều gì? Đều được, đúng không? Vào an ninh cũng được, vào quốc phòng cũng được, vào thương mại cũng được, mà vào gì? Vào bách khoa cũng được, được hết. Khi chúng ta đỗ thủ khoa tuyệt đối như vậy thì trường nào cũng được. Vậy chúng ta hành trì được theo y giáo phụng hành, chúng ta trở thành một con người hiếu thảo bậc nhất, giống như gì? Giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát đã làm với mẹ mình, giống như Bồ Tát Địa Tạng Vương đã làm với chúng sinh ở trong cõi gì? Nam Thiên Bộ Châu này, cũng như những cõi mà có chúng sinh trọ khổ. Chúng ta làm được như thế
Thì mười phương chư Phật, Đức Phật nào cũng muốn gì? Muốn giơ tay để tiếp đón chúng ta về để làm một vị trợ thủ, một vị Bồ Tát, một vị trợ thủ đắc lực cho gì? Cho Đức Phật đó. Cho nên chúng ta thoải mái được chọn gì? Chọn nơi sinh về các cõi tịnh độ của Đức Phật. Chúng ta chỉ kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tới khi xả bỏ, chuẩn bị xả bỏ báo thân, chúng ta chỉ cần 10 niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi. Và các vị khởi tâm niệm rằng á, lời thầy giảng không sai, lời Phật nói là chân thật, lời nói ở trong kinh Phật nói là gì? Là chân thật, không vọng ngữ, không sai một chút nào. Nguyện cho con được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ cần như vậy thôi, chắc chắn A Di Đà Phật sẽ đến gì? Hiện đến để đưa các quý vị, đón các quý vị về Tây Phương Cực Lạc thế giới. À, giống như hôm qua tôi đọc thấy một cái tin là có một cái em bé người dân tộc Mường, nhà rất là nghèo, nhưng mà em đã vươn lên trong vượt qua những khó khăn để học tập. Đi thi là em được 25,6 điểm, nộp vào một cái trường gì ở thành phố Hà Nội này. Em này nộp hồ sơ, em này không dám nộp hồ sơ vì nhà nghèo, không có tiền để đi học. Nghèo lắm, nghèo không có tiền đi học và không dám nộp hồ sơ. Mà khi được bạn bè và được các thầy cô giáo mà khuyên là thôi thì cứ nộp liều đi, cứ đem đi nộp đi. Và em là nộp vào một cái trường, tôi lại quên mất cái tên trường này. Em nộp vào cái trường này, và khi cái điểm của em nộp vào cái trường này thì em là người thủ khoa ở cái trường này. Khi biết em đã đỗ thủ khoa ở cái trường này mà cái thì thầy hiệu trưởng đích thân điện cho gì? Điện cho em và khuyên em là gì? Nên đi học. Em nói là nhà em nghèo, không có tiền đi học. Thầy hiệu trưởng bảo em yên tâm, nhà trường sẽ gì, sẽ cấp học bổng cho em toàn phần trong suốt mấy năm học. Và cái cô trưởng phòng đào tạo của cái trường đó gì, lại cấp toàn bộ cái gì, cái nhà trọ cho em đi học nữa trong vòng 4 năm đó nữa. Và còn được khá nhiều những người gì, những nhà hảo tâm xin số điện thoại và nói rằng với cái ước mơ em muốn đi học, em cứ đi học đi và mọi người sẽ giúp đỡ em. Và chúng ta thấy người tốt, một người tốt hôm nay có thể họ gì, họ còn khổ, nhưng mà cái việc tốt của họ vẫn duy trì được, không thoái chuyển, thì sẽ được xã hội công nhận và gì, và sẽ quan tâm và giúp đỡ những người tốt đấy. Chúng ta cũng vậy, ở trong cái cõi đời ngũ trược ác thế này, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, khổ đau này, mà chúng ta tu được, nhẫn được, noi theo tấm gương của Bồ Tát Địa Tạng mà gì, mà hành trì được kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, thì mười phương chư Phật sẽ rất hoan hỷ, sẽ giúp đỡ chúng ta, không bỏ rơi chúng ta. Giống như gì, một em bé mà tôi nói với các quý vị thi đỗ điểm rất cao, nhưng mà già nghèo không dám nộp vào các trường đại học, nhưng được mọi người khuyến khích em nộp, nộp thì được nhà trường gì, rất là hoan hỷ và rất may mắn thì em đã được đi học, đã được nhà trường nhận và chắc chắn có một vé đi học đại học rồi. Chúng ta có làm được điều đó không? Có vé về Tây Phương không? Có làm được không? Vỗ tay hoài mà chẳng biết có làm được không. Thôi cái điều này cái cố gắng, tất cả đều phải cố gắng. Đầu tiên là chúng ta học theo Bồ Tát Địa Tạng để tri ân báo ân lịch đại gia tiên cửu hiền thất tổ chúng ta bằng phương pháp là gì? Tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, nhất tâm. Trời mưa gió chúng ta gì cũng đến, trời nắng chúng ta gì cũng đi, đúng không? Mưa gió cũng đến mà trời nắng cũng đi, mưa nắng gì đều không quản ngại. Trời bão bão, hôm rồi hôm thứ sáu đó trời bão bão, có các Phật tử gì đi đến từ chiều hôm thứ năm, ngàn người, gần 2.000 người đến từ chiều hôm thứ năm rồi. Thế hỏi là lần này sao các Phật tử đi sớm thế? Bảo chúng con nghe đài báo bão, chúng con sợ là hôm sau là các đường xá nó ngập, rồi nó lụt, lũ lụt và nó ngập, chúng con không đi được, cho nên chúng con đi sớm từ hôm trước. Đã, chúng ta thấy không? Cái tâm chân thành như vậy, cái tâm tri ân báo ân lớn lao như thế, Bồ Tát Địa Tạng đâu có bỏ rơi chúng ta, Phật đâu có bỏ rơi chúng ta, đúng không? Cho nên chính vì vậy mà bắt đầu vào cái ngày đầu tiên tôi nói với các quý vị cứ yên tâm. Đài báo mưa kệ cứ mưa, đài báo ngập kệ cho đài báo ngập, miễn là Hà Nội không ngập là được,
Mà nếu Hà Nội có ngập thì Sơn Tây không ngập là được, đúng không? Và cho đến hôm nay chúng ta, đến hôm nay thì khẳng định với các quý vị, đến hôm nay thì nói được rồi, Sơn Tây không ngập mà Hà Nội cũng không ngập. Đúng chưa? Đúng hay sai? Đài báo kệ đài báo. Nhưng điều quan trọng chúng ta thì làm ngược lại được với cái đài báo, đấy là cái quan trọng. Cái tâm chân thành của gì hơn chục ngàn Phật tử chúng ta làm cho Thiên Long Bát Bộ gì họ cảm động, làm cho các vị Long Vương, thần mây, thần mưa, thần chấm, thần sấm, thần chớp, các ngài gì cảm động. Và chúng ta, tôi đồng thời tôi nói luôn rồi, nếu mà các vị mưa to, Phật tử mà không đi được, họ làm sớ cầu siêu không đi được, bỏ ra tiền của họ bơ vơ ở đây, các ông đến mà gì, đến mà lễ cho họ, ông nào dám chịu trách nhiệm với tôi? Chẳng nào cả, các ông đều là bạn tôi cả mà, đúng không? Quen nhau hết cả rồi, gặp nhau suốt ngày rồi, bây giờ mà tự nhiên lại không nể nhau nữa thì làm thế nào? À, xin các ông là thôi, thì trong cái ngày hôm nay chúng ta tu tập cũng hướng tâm để hồi hướng công đức cho các ngài nữa, thần mây, thần mưa, thần chấm, thần chớp, Long Thần Bát Bộ, hộ pháp thiện thần, các ngài hộ trì cho đàn tràng chúng ta, hộ trì cho pháp hội chúng ta. Và thậm chí thì chúng ta đáng nhẽ thì trời bão trời mưa chúng ta thấy, tôi bảo đi vần vần đi, nếu chúng ta làm tốt thì đi vần vần, đi vần thật mà vần vào cái mạn là Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. Đây cũng không may là hôm qua thì tính cả nước là cũng mình chết mất 6 người, 4 người chết và 2 người, 6 người chết và 2 người mất tích là 8 người, cũng không may. Nhưng ở trong mạn Thanh Hóa, Nghệ An lụt lội kinh lắm, lớn lắm, có nhà cửa dâng đến tận nóc nhà luôn, cuốn phăng cả nhà cửa đấy. Nhưng Hòa Bình không sao, Hòa Bình gần đây không sao, đài báo là Hòa Bình sẽ mưa rất to, nhưng ở đây chúng ta từ đây lên Hòa Bình nó gần, cho nên cái sự tu tập của hơn 10.000 Phật tử của chúng ta ở đây làm chấn động. Cho nên mình bảo là thôi các vị có gì oán khí có đi thì cũng đi xa xa ra, về trên trời á, trên hư không có đầy rẫy Thiên Long Bát Bộ quanh quanh khu vực này rồi, các vị đâu có dám đến gần đâu, cho dù oán khí đi chăng nữa cũng gì cũng phải lánh xa, giống như những kẻ đầu trộm đuôi cướp, đầu bò đầu biếu mà muốn làm gì đó, nhưng thấy bóng dáng công an mà nhiều thì đương nhiên cũng phải gì ạ, phải lảng, phải lủi đi chứ. Đó, tương tự như vậy, thấy Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ đầy rẫy trên hư không quanh khu vực này, các vị cũng không thể mon men đến gần được. Đấy là cái lý do gì đài báo rất mưa rất to, nhưng chúng ta vẫn bình thản để ngồi đây. Đến hôm nay thì giờ này thì nói với các quý vị, nay được nói phét rồi, nhưng các quý vị cứ muốn nói phét thì cứ lên đây mà nói phét. Các vị mà nói phét mà trời đất mà cảm thông với cái lời nói phét các quý vị thì mọi người mới tin. Các quý vị nói phét mà trời đất không cảm thông, không nghe được lời nói phét của các quý vị á, thì chả ai tin đâu.